Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẹo cực hay làm thế nào để tách keo con voi khi lỡ may dính vào tay, dính liền vào tay như thế này. Tách ra cực kỳ dễ dàng, và cách tẩy keo con voi dính trên da ở bất kỳ vị trí nào, tẩy da cực kỳ nhanh và sạch bằng các cái dụng cụ sẵn có trong nhà. Nếu các bạn thấy hay, like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là keo con voi. Loại này khi mà dính vào tay là cứng ngắc luôn. Đấy, mình thử luôn cho các bạn. Đây là keo con voi. Mình thử dính vào tay này. Các bạn, mình dỗ vào tay này. Đấy. Dính lại. Không tách ra được. Khi keo con voi bị dính vào tay thì mình phải xử lý thế nào? Đấy. Thì rất là đơn giản thôi các bạn. Thì các bạn lấy đá này, đá uống nước, các bạn ngâm vào, ngâm một lúc và keo con voi nó sẽ tự động nhả ra. Rồi nước đá lạnh nó sẽ tự tách keo con voi tay mình ra. Đấy, các bạn thấy chưa? Giờ keo con voi nó cứng ngắc rồi, hai cái đầu ngón tay này. Quan trọng là tách ra khỏi dính tay rồi xong mình xử lý đây sau. Đây các bạn đang thấy là vô tình keo con voi bị dính vào tay này. Còn nếu trên công trường mà không có nước đá thì các bạn xử lý thế nào? Cứ để dính như thế này rất là cực kỳ đau. Không thể lấy được. Chỉ bằng cách là lấy dao như thế này để cưa thì không được. Cưa thì sẽ đứt vào da. Thì các bạn lại lấy keo con voi lại, các bạn nhổ vào cho nóng. Khi nóng nó tự nóng ra thì các bạn tách ra luôn. Đây các bạn nhìn mình xem này. Đấy, nó đang bị dính chặt, keo con voi không ra được. Mình nhổ tiếp keo vào cho nóng ra. Đấy, các bạn cứ nhổ tiếp vô cho nóng nha. Vừa nhổ vừa tách. Đây, nó đã tách ra khỏi tay. Các bạn thấy không? Khi các bạn đã tách keo con voi ra khỏi hai ngón tay bằng nhúng vào nước đá hoặc là nhổ keo con voi tự động tách ra, các bạn thấy không? Nó vẫn dính trắng trên ngón tay này. Nó cứng đun. Đấy, keo con voi dính cứng, bám cứng. Bây giờ để mình tẩy rửa những keo con voi dính trên ngón tay này thì các bạn chỉ cần dùng muối hột. Đây, muối hột hoặc muối ăn, các loại muối. Các bạn đổ để đậm đặc, pha thật đậm đặc. Các bạn đổ ít nước nóng vào. Đấy, ít nước nóng cho đậm đặc. Xong các bạn nhúng cái tay mà đã dính keo con voi đó vào trong muối này. Khoảng một lúc sau nó sẽ tẩy ra. Đây các bạn thấy keo con voi nó dính vào lún ngón tay của mình luôn này. Lúc nãy mình thí nghiệm cho keo con voi vào nó dính cứng ngắc luôn. Đấy, khi keo con voi bị dính vào tay, các bạn tách ra khỏi ngón tay rồi, các bạn lấy muối hột, các bạn đổ vào cái chén như thế này, các bạn bỏ nước hơi nóng nóng vào. Các bạn ngâm, các bạn vừa ngâm và xoa muối trên ngón tay bị dính, hai ngón tay thì bị dính là tự động keo con voi nó sẽ bật ra ngoài hết. Muối càng mặn càng tốt. Đây mình đang xoa này. Và cho nước nó hơi ấm ấm tí. Nước nó ấm, nó nóng, nó sẽ càng nhanh đẩy ra. Đấy. Đấy, các bạn ngâm muối mặn, các bạn xoa muối trên ngón tay là nó tự động đẩy những cái miếng dính trắng của keo con voi trên ngón tay ra. Đấy, các bạn thấy chưa? mình mới làm một tí mà giờ ngón tay nó đã trắng luôn, nó không còn dính kêu con vôi nữa. Lúc nãy kêu con vôi nó dính lún ngón tay này, dính lún sâu, và cái bên này nó cũng bạc trắng ngón tay, nhưng mà giờ mình dùng muối mình xoa cái hết. Qua video này các bạn thấy hay, like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.